Năm 2021 thì đã dần khép lại với rất nhiều những biến động trong xã hội. Tuy nhiên, riêng về mảng công nghệ thì Lam Phương cảm thấy là các ông lớn chẳng hề cảm thấy mệt mỏi một chút xíu nào cả. Các hãng laptop thì đua nhau ra những con chip tân tiến nhất, cũng như là những cái thiết kế thì ngày càng đẹp, ngày càng ấn tượng. Chính vì vậy mà bây giờ cái thời điểm cuối năm để mà ngồi lại chọn ra top những chiếc laptop giống như những năm trước thì Lam Phương cũng cảm thấy khá là khó khăn. Chính vì vậy, năm nay Lam Phương sẽ chọn ra top 3 chiếc laptop đứng đầu trong từng hạng mục khác nhau để các bạn có thể dễ theo dõi và lựa chọn hơn nha. Ok, video Laptop Award 2021 xin được phép bắt đầu. Giải thưởng danh giá đầu tiên, chiếc laptop mỏng nhẹ nhất năm 2021 không ai khác đó chính là chiếc LG Gram 17i7. Bạn nghĩ rằng một chiếc laptop mỏng nhẹ nhất thì phải có một kích thước nhỏ gọn đúng không? Nhưng mà không nha, ở chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình phải gọi là lớn nhất nhì thị trường laptop luôn, với kích thước là 17 inch. Và cái sự hay ho ở đây Lam Phương cảm thấy là không chỉ nó mỏng nhẹ mà tổng thể chiếc máy còn đạt được một cái cấu hình cực kỳ ấn tượng nữa. Với màn hình 17 inch, độ phân giải WQHDA cao gấp đôi Full HD, độ phủ màu DCI-B3 đạt 99%, rất là sắc nét. Viền màn hình thì với tỷ lệ là 16:10, rộng hơn 11% so với màn hình truyền thống, kết hợp cùng với tấm nền IPS cho một góc nhìn thêm rộng mở. Chiếc máy của chúng ta thì đạt chứng nhận Intel Evo, đảm bảo cho các bạn về mặt hiệu năng nữa. LG thì đã trang bị cho em nó một con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 11, card đồ họa Intel Iris XL Rapid RAM 16GB cho khả năng đa nhiệm một cách mượt mà. Ngoài ra thì phần vỏ laptop còn được làm từ hợp kim nano carbon magie có độ bền cao, đạt tiêu chuẩn quân đội của Mỹ. Và đây chính là cái ưu điểm lớn để có thể bảo vệ được chiếc máy mỏng nhẹ nhưng mà có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ này đây. Và cùng với tất cả những cái ưu điểm vượt trội mà Lam Phương vừa mới chia sẻ với các bạn thì chiếc máy của chúng ta chỉ đạt cân nặng có 1,36kg mà thôi, con gái như Phương cũng có thể dễ dàng cầm bằng một tay nữa. Và không nói quá một chút xíu nào khi mà Lam Phương tưởng tượng đến em máy này cứ như là một cô gái hiện đại, thanh lịch, đa nhiệm và đầy sức quyến rũ vậy đó. Và giải thưởng thứ hai, đâu sẽ là chiếc laptop có màn hình đẹp nhất trong năm 2021? Không ai khác, đó chính là đại diện đến từ nhà Acer với chiếc Acer Vuebook Pro 15 OLED M3500WC R5-5600H. Trời ơi, thật sự phải nói đây là cái hạng mục mà khiến cho Lam Phương cảm thấy nhức đầu và khó lựa chọn nhất. Một phần là vì trong năm vừa rồi, các hãng đã cực kỳ tập trung vào cái việc nâng cấp màn hình để mà phục vụ cho nhu cầu của người dùng. Hiện tại thì rất khó có một cái màn hình laptop nào mà Lam Phương cảm thấy là nó quá tệ đi. Có cái thì sẽ có cái tần số quét đỉnh nhất, nào là độ phân giải cao nhất, rồi sẽ có cái gọi là chơi game có cái chuyển động mượt mà nhất. Nhưng mà thôi, chung quy lại thì ngày hôm nay Lam Phương sẽ mang đến cho các bạn một chiếc laptop có cái màn hình với gọi là cái độ bao phủ màu chuẩn nhất để phục vụ cho cái công việc thiết kế đồ họa, in ấn này kia các thứ nha. Kích thước màn hình 15,6 inch, màu sắc thì được tái tạo chuẩn xác nhờ vào 100% DCI-B3, tốc độ phản hồi nhanh chóng 0,2mAh. Làm việc ngoài trời thì cũng có thể bất chấp với cái màn hình này vì nhờ vào cái độ sáng cao đạt 600 nits. Tân tiến hơn, khi cái phiên bản Acer này thì còn sở hữu công nghệ SGS Eye Care Display và chuẩn màn hình VESA Certified Display HDR True Plus 600 cao cấp, mang đến một cái hình ảnh sáng hơn nhưng mà vẫn giữ được cái chiều sâu của những cái vùng màu đen, cho bạn một cái trải nghiệm trọn vẹn nhưng mà vẫn bảo vệ cái đôi mắt của mình tối ưu nhất. Tất nhiên là để sử dụng những cái phần mềm về sáng tạo, ví dụ như là Photoshop, AI, Lightroom, thì một chiếc card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 3050 4GB là vô cùng cần thiết, mang đến cho bạn những cái hình ảnh chất lượng rõ nét, kể cả những cái tựa game có mức đồ họa trung bình, ví dụ như là PUBG hay là Liên Minh Huyền Thoại. Hạng mục cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc laptop nào sẽ có thời lượng pin trâu nhất, và không ai khác đó chính là chiếc MacBook Pro M1 2020. Lam Phương nghĩ là các bạn nào mà yêu thích công nghệ thì cũng đã đoán được cái nhân vật vừa rồi. Dạo gần đây thì các hãng cũng đã trang bị cho những em laptop mới của mình những cái viên pin với cái thông số cũng khá là cao đó. Nhưng mà qua cái trải nghiệm thực tế của Phương thì chưa có một chiếc máy nào vượt qua được những cái dòng MacBook cả, đặc biệt là chiếc MacBook Pro M1 2020. Được nâng cấp với bộ vi xử lý mới, con chip M1 của nhà táo. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet, được tích hợp CPU 8 lõi với 4 lõi CPU tốc độ, tiết kiệm năng lượng. Do vậy mà cùng với một bài test hiệu năng trên một chiếc MacBook Pro M1 và một chiếc laptop khác thì nhờ vào việc xử lý tác vụ cực kỳ nhanh và chiếc MacBook này tiêu tốn ít điện năng hơn hẳn.
Ngoài ra, card nội họa tích hợp 8 nhân GPU giúp cho người dùng thao tác được tốt hơn các tác vụ văn phòng cơ bản như là Word, Excel, thiết kế đồ họa bằng Photoshop, AI, Premiere một cách trơn tru mượt mà với tốc độ xử lý nhanh gấp 5 lần các thế hệ trước đó. Nhờ vậy mà các bạn có thể nâng cao hiệu suất làm việc cũng như là tiết kiệm được thời gian một cách tối ưu. Với những ai mà dùng laptop với một cái hiệu suất cực cao như là edit video hay là thiết kế đồ họa thì chiếc máy này có thể đạt được đến hơn 10 tiếng sử dụng. Còn nếu như mà những ai chỉ dùng những cái tác vụ nhẹ nhàng ví dụ như là học tập hay là làm việc văn phòng thì có khi phải đạt được 14-15 tiếng lận. Đó là ba chiếc laptop mà theo mình là đại diện cho ba hạng mục best nhất năm 2021. Hy vọng là các bạn sẽ dễ dàng tham khảo và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình. Và cả ba chiếc laptop này thì đều đang được bán tại Thế Giới Di Động. Mình sẽ để đường link và sản phẩm bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Còn bây giờ, Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại.